Những bức tranh sau khi tạo hình hoàn thiện sẽ được cắt ra thành nhiều mảnh ghép nhỏ, sau đó tranh được để khô tự nhiên vài ngày trước khi tiến hành làm sạch và tô màu cho tranh. Nếu như trước đây gốm làng Ngòi đặc trưng bởi màu men nước dưa và xương đất, thì khi phát triển dòng tranh phù điêu gốm, anh Khuyến phải đưa nhiều màu sắc đa dạng vào tác phẩm để tạo nên sự sinh động và nâng cao tính thẩm mỹ. Các tác phẩm đã tô màu được phơi khô rồi tiếp tục công đoạn phun men bóng. Đây là lớp men thủy tinh nhằm làm cho màu sắc của tác phẩm bóng đẹp hơn, đặc biệt là bảo vệ những bức tranh không bị hư hại, rêu mốc dù trải qua thời tiết mưa nắng khi lắp đặt ngoài trời. Để làm ra mỗi tác phẩm tranh gốm, mất đến hàng tháng với nhiều công đoạn khác nhau. Quá trình đó là bao công sức và tâm huyết của những nghệ nhân để mỗi mẻ gốm ra lò mang lại thành quả xứng đáng. Từng thao tác của họ với mỗi mảnh ghép tạo nên tác phẩm đều đầy nâng niu, trân trọng đứa con tinh thần của mình. Với tranh phù điêu gốm màu, có những chỗ được đắp nổi dày đến gần 10 cm. Việc nung gốm cũng đòi hỏi kỹ thuật đặc thù. Nhiệt độ để nung tranh lên tới 1100 đến 1200 độ C. Khi mà mình bước chân vào nghề thì nó thành một cái nghiệp thì mình hãy phải nghiêm túc với nó và trau chuốt cũng như là nâng niu cái sản phẩm. Thì tôi thấy rằng là những đứa con tinh thần mình đẻ ra có những cái có thể nó tròn trịa, có cái chưa tròn trịa, nhưng rõ ràng rằng là ở nơi ấy là nó đã chứa đựng những cái sự cố gắng cũng như cái tình cảm tâm tư của mình trong đó. Những tác phẩm gốm làng Ngòi của nghệ nhân Lưu Xuân Khuyến thấm đẫm hồn quê, chất dân gian mộc mạc, bình dị, tạo cảm giác gần gũi và sự xúc động cho người chiêm ngưỡng. Từ hình ảnh sinh hoạt đời thường, hoạt động canh tác nông nghiệp đến những phong tục, lễ hội dân gian đều được anh thể hiện khéo léo trong các tác phẩm của mình. Anh cũng mạnh dạn đưa gốm vào những vị trí khác nhau, từ trên bàn, trên tường, nơi thờ cúng đến không gian công cộng. Mỗi con người ta có rất nhiều kỷ niệm. Nhưng mà cái tâm đắc nhất của tôi là cái kỷ niệm bức tranh chợ quê ở quê hương mình mà chính nơi mình đã sinh ra. Thì để làm cái kỷ niệm lâu dài mà đẹp thì là phải nhờ đến một nghệ nhân gốm. Vì gốm sứ này ra cái chất quê thật nó sinh động mà mình cảm thấy mình lúc nào mình cũng như là mình ở ngay cái quê hương mình mà ngay chỗ chợ mình là từ xưa, từ bé. Tức là cái bức tranh nó có hồn, nó đẹp như thế. Câu chuyện của gốm làng Ngòi đến ngày hôm nay, tuy rằng là cái thời gian chúng tôi phát triển nó không lâu, chỉ trên chục năm. Thế nhưng mà hiện nay thì một điều tôi cảm thấy an ủi nhất chính là gốm làng Ngòi đã có tên trên bản đồ cái gốm của Việt Nam. Thậm chí là có những cái nét đặc trưng riêng và được ghi nhận. Và bên cạnh đó thì chúng tôi hiện nay vẫn đang sống bằng nghề.
và vẫn đang có những cái bước tiến cũng như là có những dự định. Và chắc chắn rằng là những năm tới thì tôi sẽ có những cái đổi mới và sẽ đưa ra những cái loại hình sản phẩm mới trong cái không gian. Đất chẳng phụ lòng người. Chính niềm say mê với đất, với gốm, cùng sự đúc kết những tinh hoa trong kỹ thuật chế tác, nghệ nhân Lưu Xuân Khuyến đã tạo nên một dòng gốm riêng không thể trộn lẫn. Đối với anh, gốm làng Ngòi là sự nghiệp, là con đường anh khai mở, cũng là những trăn trở ước mơ anh sẽ tiếp tục theo đuổi cả cuộc đời mình.